san tài sử sử liệu thiên ngày 346 Hãy nghe phá nhắc lại cách nói cho đếm chút xem, đủ chưa? Nghĩ sủ gì sủ câu là mấy dấu Nghĩ Sủ Nghĩ Sủ Câu L mấy dậu ní sủ y sủ câu là mấy dậu ní sủ y sủ câu là mấy dậu trong đó sủ y sủ cũng có thể nói thành sủ sủ bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung giao tiếp thường ngày. Rửa tráng giao liếu Đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng chiến dấu tạ Bỏ thời gian nhìn một cái. Châu khủng khai yển. 对感黑色虽然感觉有点长，Modern, 黑色，九三哈，别的款式，其他款式。 空不贵，哈哈，哈哈，又好看又便宜，看,便宜看样子。 bình luận tốt, đánh giá tốt. Họ phiến Người Đài Loan Thái Hoa Rấn Nhân viên thu ngân đó Này gỡ sâu yên yến Thái độ nói chuyện Số ở đây ăn hay là gói lại? Tại trở ăn hay là hay là tả bao? Ngồi đợi, ăn ý. đợi. gói trở tẩn. Rất ăn ý. nổi cay. ăn

Nguyên văn là 50 vạn 2 nghìn. 50 vạn 2 nghìn tuần. 460 nghìn. 46 vạn. Đếm thử xem. Số ý số. Đủ chưa? Câu là mấy dấu?